Công viên nước Ramayana là một công viên nước ở Pattaya, quận Satathip, tỉnh Chonburi, Thái Lan, cách Bangkok 2 giờ lái xe và cách thành phố Pattaya 15 km về phía nam. Công viên nước Ramayana được khởi công vào năm 2011 chính thức khai trương vào năm 2016. Ramayana, với tổng diện tích hơn 18 hecta, là một trong những công viên nước lớn nhất châu Á. Công viên hoạt động hàng ngày từ 10 giờ tới 18 giờ hàng ngày. Ramayana có tới 21 đường trượt nước và một số đường trượt rất độc đáo. Như là hai đường đang xen lẫn nhau, một trong số chúng có đường kính tới 6 mét, công viên có các vòi phun nước đẩy người chơi lên cao để tật xuống dưới. Công viên xây dựng những đường trượt đôi để cho phép hai người trượt đồng thời hoặc một đường trượt bên bờ sông rất độc đáo. 21 đường trượt nước cung cấp đa dạng các đường trượt như trượt trên cao với các vòng lặp xoắn ốc xuống, hoặc các đường trượt song song, có bốn hàng riêng hoặc hai hàng trượt bằng bè, trượt xoắn ốc ngắn hoặc một số lựa chọn trượt ngắn nhẹ nhàng. Tất cả các đường trượt được cung cấp bởi các công ty Canada. Một dòng sông lười dài 600 m được tích hợp sống, bong bóng và thác nước nhỏ, đưa du khách đi dạo vòng quanh một ngọn đồi tự nhiên. Dòng sông lười của công viên cho phép khách khám phá một thành phố cổ, các hang động, tác phẩm điêu khắc và còn các khung cảnh khác là những hình ảnh cổ kính các kiến trúc này được cung cấp bởi Atec International Thái Lan. Họ cũng học hỏi từ các công viên giải trí nổi tiếng khác, bao gồm Disneyland Hồng Kông hoặc Trip Leisure. Ramayana có một hồ bơi tạo sóng nhân tạo với bãi biển rộng 150m, một phần bãi biển có các đường ống nước để vui chơi. Và phần còn lại chỉ đơn thuần bãi bơi. Ngoài ra còn có một hồ bơi thư giãn tích hợp quầy ba bên hồ bơi và một bể bơi dài 60m. Ramayana cung cấp hai khu vực dành riêng cho trẻ em, đây cũng là điểm độc đáo của công viên này. Một khu vui chơi, với nhiều sản phẩm độc đáo, được thiết kế đặc biệt cho trẻ nhỏ. Ngoài ra còn có các cầu trượt, trò chơi dưới nước và khu vực leo núi, được thiết kế cho trẻ lớn hơn một chút. Trẻ em cũng có thể sử dụng tất cả các hồ bơi và sông lười, và một số điểm tham quan khác ngoài nước, như hang động hoặc mê cung, Ramayana lấy nước từ chính giếng của riêng biệt nơi cung cấp nước chất lượng và hoạt động với hệ thống lọc do Pentai và Wayfit cung cấp. Rameana sử dụng hơn 100 nhân viên cứu hộ được chứng nhận để đảm bảo an toàn. Rameana cũng cung cấp các điểm tham quan khác, như chợ nổi được xây dựng trong hồ tự nhiên, tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng, lối đi bộ dọc theo bờ sông tự nhiên, khu vui chơi trên cát, mê cung, thác nước và xem voi. Công viên nằm trong một môi trường tự nhiên với nhiều hồ xung quanh, đồi và cây xanh, công viên cũng có một nhà hàng phục vụ 100 món ăn khác nhau khắp nơi trên thế giới, một nhà hàng dành riêng cho trẻ em và nhiều quán bar cà phê, kem và cocktail, cửa hàng cung cấp các sản phẩm cần thiết. Bao gồm quần áo bơi, kem chống nắng, khăn tắm, quần áo và đồ lưu niệm, Ramayana cũng cung cấp các dịch vụ spa và massage kiểu thái cũng như wifi miễn phí, tất cả các chi phí trong công viên, như ăn uống hoặc massage có thể được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt.